Dạ vâng, xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio âm thanh số. Và xin mời các anh em thưởng thức một chút nhạc xuân. Hiện tại đây em đang lên một cấu hình combo chỉ với 25 triệu đồng và đã và đang chúng em sẽ khuyến mại 1 triệu khi mà em đặt chọn một cấu hình combo này là còn 24 triệu đồng. Với một đôi loa VK921 kết hợp với một cục loa siêu trầm Leader 12 cộng và bộ mic VK321. Ở trong cấu hình này thì chắc hẳn các anh em cũng sẽ vẫn rất là quen thuộc với các mã sản phẩm như là một đôi loa VK921, dòng loa nhiều đường tiếng với thiết kế đẹp sang trọng này, cục loa siêu trầm Bass 30 Leader 12 cộng màng Polyblast này, bộ mic cao cấp nhiều tính năng thông minh, nhiều option có lợi cho người sử dụng VK321, và đặc biệt nhất là một chiếc đẩy liền vang của model là D50S, một chiếc đẩy liền vang mới được ra mắt tại Zika chúng em, đang được anh em đặt hàng rất nhiều. Mới này nó nổi trội so với cái phiên bản tiềm nhiệt trước đây, được trang bị một cấu hình màn hình lớn hơn, hiển thị thông số đầy đủ hơn, có nhiều tính năng giải trí cao hơn, cũng như là cái chất nhạc nó hay hơn, công suất mạnh hơn, có giải mã thế hệ cao cấp nhất hiện nay, giúp cho anh em có thể nghe nhạc miễn phí trên mạng về một bản nhạc chi tiết đầy đủ, tách bạch. Con này thì chúng ta có đầy đủ cổng kết nối như router on, router off này, USB này, Bluetooth này, input chọn ngõ vào này, đấy, rất rất nhiều. Có chống hú tự động này, có reverb thông minh này, nên các anh em có thể sử dụng với rất nhiều những cái mục đích như hát karaoke không bị zip mic này, tiếng mic sang này. Đó, một cấu hình combo và đặc biệt con đẩy D50S này nó làm được điều đó. Một chiếc đẩy mà có thể cân được tất cả những cái dòng loa trên thị trường hiện nay, các anh em sẽ hài lòng về chất lượng của nó. Với một cấu hình combo như này, các anh em có thể liên hệ cho chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn, hoặc là đến địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp. Em sẽ chọn một vài ca khúc về xuân để gửi đến các anh em luôn cái cấu hình combo này. Xin mời các anh em chúng ta cùng ngồi xuống thưởng thức một ly trà nóng và đeo tai phone, và chúng ta cùng nhau thẩm âm trên mấy chất lượng combo karaoke này. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mưa, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi bước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mang lá hoa, xuân qua rung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thương.